trời suối tan vỡ tình đôi đưa. Lời hẹn thề xưa theo gió mây, em nhắc khi thêm sầu thêm khổ quận ba không gặp anh. Em hỏi thì người ta nói rằng anh đã bán nhà đi nơi khác rồi. Thu thật với em, anh bán nhà ở quận ba, anh về anh ta tốt ở Trung Mỹ Tây á, anh ta tốt ở nhà của anh Hai Quang á. Nhưng em ơi đừng buồn anh nữa. Hôm em ra phi trường, tình cờ em có gặp nghệ sĩ Minh Minh Tâm. Em có gửi lại cho anh một bức thơ, không biết anh có đọc. Giang ơi, khi anh đọc những thứ này là lúc em đang lơ lửng trên chiếc phi cơ. Em về xứ đàn. Anh ơi, em ra là vì chữ hiếu, chữ em nào giống phụ tình anh. Thôi còn gì mai ơn cho đời tấm thiệp hồng lễ báo tin ngày vui người yêu của mình đi sánh duyên cùng người xa là mai ơi sao em nỡ đành quên những gì trong kỷ niệm gửi lại cho anh tấm thiệp hồng cộng lời từ giả rồi đây người ta sẽ đến rước em đi về tận chốn cùng vàng. Cảm ơn đại huynh. Gia lạnh hồn đỡ theo từng tiếng nghẹn ngào. Anh vẫn thủy chung như ngày hai ta mới gặp. Anh ao ước một ngày mình sống bên nhau. Rồi hôm nay em vội quên anh. Em gửi lại anh một tấm thiệp hồng em không nói cho nhau. Thank you.
lẽ mình gặp hôm nay nữa là ngày sau cuối. Mai em theo chồng em gửi niềm đau lại cho anh. Anh nguyện yêu em đến hơi thở cuối, đến khi nào anh ngã quỷ bên đường. Gọi anh, em hãy gọi tên anh là Hà Mật Tử. Hà Mật Tử. Ôi bao tiếng đố như rừng bao kinh hoàng, thôi quá lòng đen cứ chỉ đem khô khan vào lòng sa mạc, làm sụp đổ tiêu tan những thành quyết uy nghi trầm mặc giữa điều ta. Mấy năm sự nghiệp thiên chức còn đập đó số tiếng thả trào, rồi đây ai cũng nhớ đến cái tên Hàng Mật Tử. Cái ngày mà anh rời bỏ tỉnh Quy Nhơn, anh vào tận Sài Gòn này anh đang học chính Mai Đình. Chính em đã lo lắng cho anh từng phút từng giây. Anh Trí ơi, từ Quy Nhơn vào quận 12 em chỉ mang cho anh món quà tên nguyên trong chỉ quanh người ta.